Hai chào bạn nên mới chào mọi người, mình là Hobo bên này. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách ép xung cho tất cả các kệ xung nha các bạn trên thị trường hiện nay. Ok, thì mình sẽ ép từ GTX 750 Ti đến GTX 4070 luôn nha các bạn. Còn những dòng như là GTX 3070, 3080, 3090 á, thì á, cái dòng 3080 là 3090 thì các bạn khỏi ép. Tại vì nó mạnh sẵn rồi, cho nên khi mà các bạn ép thì nó cái hiệu năng của nó cũng tăng không được bao nhiêu hết các bạn. Tăng tầm 4 đến 5% thôi nha các bạn. Còn những dòng mà 1050, 4050, 3050 lại 3060, 4060 á thì các bạn nên ép, tại vì những dòng đó là dòng kiểu tầm trung, cho nên các bạn ép lên thì nó sẽ mạnh gần gần ngang với dòng 4070 với lại 3070 nha các bạn. Nhưng mà mình thấy là dòng 4000 series thì các bạn nên ép nhiều hơn, tại vì mình thấy cảm giác là thật sự là nó không có mạnh như dòng 3000 series nha các bạn. Cái nhân cooldown của bên 4000 series khá là thấp. 4000 series từ 4070 trở xuống á thì mình thấy là nhân cooldown của nó khá là thấp luôn nha các bạn. Không được cao như bên 3000 series. 3000 series mình thấy là hiện tại bây giờ rất là ngon nha các bạn. Dưới 9 triệu là mình đã có được một con 3060 Ti mạnh gần ngay với 4060 Ti. 4060 Ti mà cái hiệu năng thôn của nó các bạn chỉ mạnh hơn 3060 Ti 10% thôi nha các bạn. Cho nên là không đáng bao nhiêu tiền hết nha các bạn. Khuyên các bạn nên sử dụng 3060 Ti ở thời điểm hiện tại. Và sắp tới mình đậu cấp 3 thì mình sẽ sử dụng GX 67 Ti nha. Mình là fan của đỏ đỏ AMD. Ok, let's go. Ok, thì đầu tiên các bạn vào phần library cho mình. Rồi tiếp tục là disk PC, và đây là bước mà mình đầu tiên vào máy là sẽ làm trước nha các bạn, là optimize cái ổ HDD trước. Hai ổ HDD. Rồi thêm một ổ này. Ôi, này hơi lâu nha các bạn, thôi. Bữa nào mình rảnh thì mình sẽ đợi nó optimize nha các bạn. Và tiếp tục là mình sẽ dọn cái disk clean up, dọn cái ổ C, pha gác trong ổ C nha các bạn. Rồi đây là những bước mà mình khởi động Win lên mình làm trước, đây là gọi là một thói quen của mình, mà thói quen thường ngày thôi. Rồi các bạn nhấn ok cho mình. Rồi tiếp tục thì các bạn bật cái EVGA Workstation lên nha các bạn. Đây là phần mềm mà được NVIDIA hỗ trợ và tối ưu ép xung tốt nhất nha các bạn. Mình khuyên là các bạn nên dùng cái EVGA này, còn Afterburner thì mình thấy là nó không bằng cái EVGA này nha các bạn. EVGA này nó vẫn là gọi là đẳng cấp hơn so với MSI Afterburner. Rồi đầu tiên thì khi mà các bạn ép xung cho laptop mà các bạn không có cái đế lý tản nhiệt này thì các bạn ép cho mình là 125 MHz, và cái memory card của nó thì lên 600 thôi nha các bạn, cộng thêm 600 cho mình. Còn mà bạn có một cái đế tản nhiệt mà kiểu như là từ 2009 vòng trở lên á là phải thuộc dạng mạnh đó nha các bạn, thì các bạn cứ ép lên cho mình là 150, cú lên 150 cho mình, hoặc là 200 luôn cũng được, 150 MHz và 900 MHz ở memory nha các bạn. Rồi sau rồi nhấn apply và save thôi, đơn giản là vậy. Xong rồi bước tiếp tục là mình sẽ vào test game cho các bạn xem giữa không có ép xung và giữa có ép xung nha các bạn. Ok, với ván game đầu tiên này thì mình sẽ không bật ép xung nha các bạn, mình chỉ để basic và không bật quạt tản nhiệt luôn nha các bạn. Ok, mình sẽ vào test thử khi mà không ép xung và không quạt tản nhiệt xem được bao nhiêu FPS nha các bạn. Với FPS thì mình đang suy nghĩ có nên bật hay không, tại vì khi mà mình quay video như thế này á, là khi mà trong lúc chơi là cái FPS nó sẽ drop xuống còn 20, drop xuống còn 22 đến 24 FPS nha các bạn. Còn lúc mà mình quay xong á, nó sẽ cộng thêm 30 frame bù lại cho mình lúc mà mình không quay, nó tương tự mà lúc mà mình không quay các bạn. Lúc mà mình không quay mà mình để chế độ basic không có ép xung, không có overclock thì máy mình lớn nhất cũng phải được 30 đến 33 FPS, còn nếu như mà overclock lên được 37, 38, 40 nha các bạn. Nhưng mà lên 150 thì được 40 FPS ở mức setting là medium và full HD. Ok, đã vào game. Let's go luôn thôi. Ok, mình sẽ tắt nhạc của Moza nha các bạn để tránh bị dính mũi điện. Không đáng có. Đây mình sẽ show setting cho bạn xem luôn. Để mình tắt cái radio volume nha các bạn. Đây cái radio này nè. Space cell.
Rồi. Tốt. Quên nữa. Quên show setting cho bạn xem. Graphic đây. Mình để khử ăn cưa cao nhất luôn nha các bạn. Thay đồ quality thế này mình để low, tại vì mình thấy nó sao á, khó chịu tầm nhìn lắm. Còn cái motion blur tất nhiên phải tắt rồi để cho không bị có những cái hiệu ứng mà chuyển cảnh kỳ cục nha các bạn. Cái hiệu ứng xoay vòng kỳ cục không thích. Rồi. Video thì mình sẽ để Full HD và lượng resolution nó là quality nha các bạn. Cho quality cũng vậy thôi. Ai 3 triệu CR và có tích thì sẽ là đua trong đường này đó hả? Để mình đi đổ xe cái các bạn ơi. Đổ xe xong rồi quay lại đua nha. Trước khi đua thì mình sẽ bật ép xung nha các bạn. Dễ lắm. Kha. Kha. Đây nè các bạn, chip này đổ mới đã nè. Mà quên giờ chưa đủ tiền sao đổ. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ ép xuống nha các bạn. Precision ít một. Ok nha. Rồi các bạn ép xuống giống như mình luôn nha các bạn. Bao ngon luôn. Đeo lại cái. Rồi. Go. À, các bạn hạ xuống 660 hát gì nha. Bây giờ chúng ta ra không biết đâu. Có vẻ như là đối với 150 mh thì các bạn nên cho lời 900 lại nha các bạn. Mình thấy 900 là ổn nhất với cái mức xung là 150 nha các bạn. Quên không? Bây giờ mình sẽ bật quạt tán nhiệt cho các bạn nghe nè. 5 minutes later. Rồi mình đã bật rồi nha các bạn.
Cầm lại. Pin xe. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Hồi nãy mình có một chút trục trặc nha các bạn. Ok, đua tiếp thôi. Thì mình đã bật bật ánh nhiệt lên rồi nha các bạn. Cho bạn nghe luôn nè. Bạn thấy lớn không? Các bạn thấy lớn không? Khá là lớn luôn nha các bạn. Thì quạt như mình quạt ánh nhiệt cho cấp mà. Sao mà không lớn vậy? Rồi, let's go. Chết không? Gì vậy? À, đổ xe, đổ xe, đổ xe. Ngoài đại diện cử đi. Các bạn khi mà dùng laptop á, thì bạn phải nên sử dụng cái quạt nhiệt tự chế nha các bạn. Mình giảm nhỏ tiếng của em lại một chút. Đây. Giảm xuống còn 60 nha các bạn. Cho bạn xem cái xung của mình ép luôn. Đây 175Hz và cái mèo clock là 900 nha các bạn. Các bạn nếu mà máy bạn nào yếu quá nhưng mà có các bạn có một cái đế tăng siêu chất lượng như mình á thì nên ép kiểu này nha. Thì cái FPS cho ra cực kỳ cao luôn, 7 nha. 570 là 7 nha. Nổ máy luôn á. Bị cháy con GPU bên trong luôn á. Như ép quá rồi. 500 trời ơi. Không mà không có máy nào mà ép được 500 đâu nó thiệt. Khi mà các bạn đổ tản nhiệt kiểu Hyogen á thì Mega mới lên được 500MHz và 1 GHz nha các bạn. Ép được 1 GHz cho con GPU này á. Ok, tiếp tục chơi. Bây giờ mình sẽ đưa ở đâu đây? Đây nha các bạn. Đâu đâu, đây nè, đây đi. Mọi người trước khi đưa mình sẽ đổi xe trước nha các bạn. Cái xe này khó lái lắm. Khó lái cực kỳ luôn nha. Em nói đâu rồi? Mình sẽ lấy chiếc sụp qua nha các bạn. Get in car. Yes. Yeah, boy.
Chứ này nhìn vậy thôi, chứ này mà các bạn đã bay sức thì mới vậy thôi chứ. Đổ lên nó hình chiến luôn nha các bạn, cực kỳ chiến luôn. Bây giờ mình sẽ đổi cho bạn xem. Không chiến là không bao nha. Nè bây giờ mình sẽ độ giờ chưa mắc option đâu các bạn. Chưa độ mắc option được đâu. Để mình độ tùy chọn custom update. Ok. 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 Rồi. Ok. 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 Đó, HP là bao nhiêu mình cũng mua tay vừa này. Rồi mà option cho mình luôn. Of course giảm chắc luôn nha các bạn. Bô thì mình sẽ chơi loại cao cấp. Đây luôn, trời ơi, có 2000 rồi. Dư nha các bạn, mình nhắm là dư rồi đó. Dư chút. Mà các bạn đừng để cho quá xuống thấp quá nha, xuống dưới 3.5 là coi như khỏi đi đường núi luôn. Cái này nhỏ lại độ full. Cái này khỏi độ nha các bạn. Chứ chỉ được cái bồ gì tản gì tốt hơn thôi. Em vậy. Được cộng thêm mấy HP vô. Cộng 9 HP. Đại này đi. Ống này sao? Ống xả. Smoke. Rồi. Mình phải lựa cho thật kỹ. Rồi cái này là quay nha. À quên, cái này để quay được nha các bạn, quay nó khó chịu lắm. Nó khó chịu cực kỳ. Để smoke thôi. Rồi. Mới hai có cũng mới có 27 CR. Mới có 27.000 CR thôi nha các bạn. Đổi tiếp. Phanh rồi hạ gầm các thứ. Xem hạ được bao nhiêu là hợp lý như là cỡ này rồi. Hạ nhiều quá chi. Smoke thôi. Kinh nghiệm đua xe này cũng khá là nhiều kinh nghiệm nha các bạn, đua từ Fantasy 1. Cái này là làm cho xe cứng hơn. Thôi mình nhắm cận ta. Smoke đi. Rồi. Bao nhẹ luôn. Cái này có cái cao nhất mình sẽ độ lên hết nha. Hồi trước là mình chơi lại ship 6 nè. Ship 6 này nè. Rồi bao nhanh luôn. Không nhanh không về. Này đi. Rồi ship 6. Các bạn nghe tiếng gì không? Cái tiếng mà quen thuộc luôn á. Tiếng quen thuộc với các game chơi. Hai quay. Rồi. Tires? Bánh nè, bánh. Để mình xem bánh nào, bánh chữ này nha. Cái này khó lắm. Bánh này bám đường hơn. Này đi, Forza. Horizon. If you want to change your aerodynamics, it's all here. Nào chiến nhất. Mình sẽ quất lại chiến nhất trong đây nha các bạn. Lại chiến nhất là mình sẽ quất. Cái này được lên thêm cái dưới nữa nè. Này đi. Này mình, đúng rồi, cái này là mình thấy là mắc nhất nè. Đấy, quốc liền. Cái này vừa trước mình chơi cái bản nào ta. Nè, cái này bự quá, 7. Mày đúng không? Đúng ta. Này thôi, nhìn lại nha. Cho chất chứ. Này ha. Này. Rồi, nhìn xe báo chất luôn các bạn. Đúng chất luôn. Ngon ngon. Rồi bảy rồi. Mình hạ. Bảy luôn, mấy này hạ xuống mạnh đó. Cái này là cái tua này, quan trọng nè. Cái này hát bể lên cầu. Ủa, cũng xuống mà. Bảy rồi. Đủ quá. Chắc quá các bạn ơi. Không nha. Đừng nhảy chút nào. Chút nữa là mình đi đường núi mà, mình đu đường núi mà. Trên đổ đó lên là chân trực khỏi có đua. Rồi bánh này cho hợp với xe này. Này cái bánh này hợp nè các bạn. Nhìn hơi nhìn chất luôn. Rồi rồi xong rồi. Quất. Đi xe sớm. Rồi. Trời ơi 1.800 nữa nha các bạn. Trời ơi 1.800 nữa ơi. Cái này mà quất lên một cái coi như là bắt đầu rồi. Không đùa được. Rồi. Nice.
Ok, đang quay. Mày thấy mạnh ghê không? Chú xe thương tự. Rồi chờ quá, thôi. Độ thương rất tình luôn. Đưa thử cho xem nè. À, đâu chụp, đâu đụng đâu, tự nhiên bấm gờ chi. Ok, bây giờ mình sẽ đưa thử cho bạn xem nhá. Cứ đổi qua kia mấy chân giờ sẽ biết nó bao nhiêu. 400 các bạn. Có thể tầm tầm 400 á. 400 kia mấy chân giờ. Trời ơi, một chiếc xe chạy 400 kia mấy chân giờ. Trời ơi. Các bạn nghe tiếng thương thuộc không? Tiếng đặc trưng nó xuất qua cái độ. Đúng thứ là tiếng đặc trưng nó xuất ra nha các bạn. Thôi, mình sẽ chưa vào mùi để mình nghe cái tiếng mình có thì mình phê quá. Thay nhanh có kiểu sáng lắm nhau rồi. Để mình nở màu luôn. Màu này nhìn nó hàng quá. Xúc qua ở ngoài đời các bạn, độ nó còn chất hơn như thế này gấp 10 lần nha. Ở ngoài độ hơi bị ghê luôn. Mấy ông nước ngoài độ rất là ghê luôn nha các bạn. Custom update. Mình sẽ đổi lại cái gì giờ ta? Từ bô. Tiếng bô đi. Tiếng bô mà cái này mình chơi maximum rồi. Cái này cũng vậy. Cái tiếng nào để tạo nên tiếng hú đó nghe nó phê hơn chút. Nghe đi, rồi chơi maximum luôn. Phột hả? Nè, nó bị khói cái phần này là các bạn, nó đó. Cái phần go này là nó làm cho cái đánh lái mình khói nha các bạn. Chính nó còn ai. Khỏi. Hay hạ gầm xuống nữa ta. Hạ xuống nữa nha các bạn. Ôi giời ơi. Ui giời ơi, gầm nó sáng gầm luôn. Ủa gầm nó sát đứt luôn. Ok chơi. Gầm sát đứt luôn. Đổi cho chất nhất có thể luôn. Đấy. Mời đổi. Đổi màu nó là xong. Độ đúng là xe nó sẽ mạnh. Và lái dễ nha các bạn. Kinh nghiệm chơi game đua xe của mình. Ồ ta. Đổi màu. Đi kích. À quên chưa có lock được. À, cái phần tua này nè các bạn, là nó cũng thay đổi về cái chỉ số cân nặng của xe. Chết mồ đỡ mạo đâu ta. Ui xấu. Giờ xem mình đợi để xem. HP lên cao nhưng mà mấy kia xuống nha các bạn. Thôi bỏ đi. Bởi vì mới nói là custom update là ngon nhất. Car Master hay. Độ lên cao. You have just unlocked a permanent perk. Hết rồi. This applies a permanent bonus to this car. Thôi đua nha các bạn. Đổi màu tính sao? À đi sai em nha. Ok. Lại. Không có chiếc nào. Hàng khó. Để mình xem. Màu đỏ này chất nè. Nó cabo. Cabo thì mình quất màu thôi, vậy cũng được. Này màu đen đi. Mình nó ấy quá. Mình không để. Như vậy. Cái này là mình có đỏ màu được. Cho nó thành màu đỏ nha các bạn, hay màu xanh đi. Ờ cũng là màu xanh nhìn giao chất nha các bạn. Màu xanh nhìn cháu chất đỏ. Đẹp. Window mình sẽ cho nó màu đen. Màu này. Rồi.
bánh thì khỏi, cái này không đổ được. Có nào đổ được nữa không ta? Thôi mình thấy vậy đủ chất rồi đó các bạn. Dạ, xèo thôi. Đua thôi các bạn ơi. Đợi ngày lâu lắm rồi. Ua. Let's go. Ok thì bắt đầu từ mai mình sẽ quay game này nha các bạn. Thấy lái nó ổn định chưa? Để nó rất nhiều. Mà do động cơ mạnh cho nên chỉ cần giảm ga nhẹ chứ là muốn bay luôn. Ôi. Mình lái cũng dễ hơn chiếc kia nha các bạn. Chiếc kia lái màu khó luôn. Ôi. Trời, cái đường này sao đùa. Căng 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 căng. Căng nha các bạn, đường này sao đùa. Căng lắm. Toyota Supra bản limited. Các bạn nghe tiếng bộ đã không? Bộ đặc trưng của Supra khi độ. Để xem may hơn chúng ta được cái gì ha. Chứ một lần đây thấy không, mình là kèo lên ha. Chứ Supra này đổ là mạnh lắm. Mạnh như ngửi buông, chứ buông qua tay mà. Rồi mất lái rồi, mất lái rồi. Đang quá mất lái các bạn. Trong cái file xe cũ của mình á, thì chiếc xuất qua là mạnh như vậy các bạn, nó chỉ thua xét cơ chứ nó cũng thua chiêu on nha các bạn. Không giỡn chứ nó cũng thua chiêu on chút. Nó là mạnh thứ 3 trong cái sửa xe file xe cũ của mình á. Tuy xin gọi của nó máu đổ, máu xanh gọi luôn. Nước nước bánh gọi luôn. Làm kiểu cái con ngầu nhưng mà hơi bị lỗi. Ai tất nhiên phải nhớ rồi.
mình đang suy nghĩ là có nên mua Forzation 5 bản quyền không? Thì cái máy này của mình thì nếu như mà năm sau mình sẽ đổi máy rồi, mình sẽ chơi full bộ AMD luôn nha các bạn, gửi 67T và Ryzen 5 năm ngày 6. Ủa, nếu mà năm sau chơi thì là gửi bản 7T với lại Ryzen 5 7600 ít nha các bạn. Sao mình chơi bộ AMD mà không phải là đổi xanh mà là do là em đi ra hút máu á nha các bạn, tức là hậu kỳ ngày sau này thì ra qua nó kiểu như là bị nét nha các bạn. Những con cạc cũ của em đi ra bây giờ bên nét những năm rất là nhiều, còn bắt em đi được ngược lại là cái em của bên em đi á, họ hỗ trợ cho những cạc cũ cực kỳ tốt. Các bạn thấy cạc cũ nào mình theo vườn Vegam vô vô Vegam chính chưa? Chưa đúng không? Cái chuyện có bên em đi tự em đi là nó còn theo Vegam cho những em Vega cũ nữa dễ chơi chứ, lại cái hỗ trợ lại cái cách khối u em vơ bên em đi cũng hơn em đi ra nhiều nha các bạn. Anh mình hồi trước dùng rồi, anh mình hồi trước có dùng cho nên là biết. Mua nhà, gọi đèn đâu mua? Chấm hỏi. Nhưng miễn phí đúng không? Đúng rồi, miễn phí. Căn này căn đầu tiên mà. Miễn phí đúng rồi, mình nhìn bèo gì miễn phí đúng rồi. Không free mới lạ. Hồi trước là mình mua cái căn 1 triệu CG, 1 triệu CG ở bên biển kia. Chút nữa mình sẽ qua cho bạn xem. Đó bên file sale cũ mình á. Bây giờ mình cài được đầu. Sắp tới chắc có lẽ mình sẽ mua Vaza dùng làm bản quyền nha các bạn. Nãy giờ mình chỉ là gọi là thôi thôi. Take a second to look around. We'll leave as soon as you are ready. Khỏi. Khỏi custom. Custom gì cho mệt. This is it. We're ready for the next. Hồi trước mình phá đảo tới cái qua lỗ này luôn rồi, qua lỗ cái để mình show cho bạn xem. Hồi trước là mình phá đảo gần hết game luôn rồi các bạn ơi. Đây, mình phá đảo tới cái khúc cuối cùng này luôn rồi nè. Đó đó. Khúc cuối cùng này luôn rồi nè. Đó. Phá đảo dữ lắm. Giờ làm tiếp. Yeah. Giờ mình sẽ qua cái vùng biển nhà cũ của mình đây các bạn xem. Để mình đổi qua kia mấy trình giờ nhìn cho dễ ha, nhìn nhiều khó chịu quá. One minute later. Magic. Đổ qua kia mấy trình giờ nữa rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lên cầu này sức mạnh cho các bạn xem nha. Về lên đây. Vô nào được rồi, để mình quành lại. Con này bị chẳng khó các bạn ơi. Hồi trước mà mình thấy là 400 mấy lần. Thì con này làm phải lên số 7 rồi. Số 300 mấy đúng không? Hơi thấp. Đó, thức qua gì hơi thấp nha các bạn. Turn sharp left.
rồi, trời rồi. Cái này là phải lên số 7 rồi. Số 7 thì mới lên được luôn. Ừ, hình như là mình có cách chỉnh trong đây nè. Kha tin rồi Kha. Ok. Đây. Rồi để mình chỉnh cho nó. Mình chỉnh bằng tường. Mình chỉnh 10 nên chút cũng cho để bà. Ơ đúng rồi, ngon. Enter apply yes rồi. Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Từ đây mình điều chỉnh lại thêm chút nữa thì chưa được ưng ý cho lắm. Đây là kha bia. Yeah. Để mình xem cái số 5 này. Chỗ xuống tổng chút rồi. Mình để vào. Cũng vậy. Thì cho nó lên 4.10 đi. Ok, 4.03. Ổn nhỉ. Mình chỉnh sao cho tốc độ cao nhất nhau rồi. Ok, ổn rồi đó. Yes. Rồi. Quay lại. Xem các bạn thấy xe ổn định không? Giờ được bay, giờ được 3.9 giờ rồi. Hồi nãy là 3.7, giờ lên được 3.9, được thêm 20 km trong giờ. Ngon. Ok. Như các bạn thấy mình hay, bạn nhớ like, subscribe, nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Và các bạn có thắc mắc gì về máy tính hay là về Epson máy tính thì các bạn cứ liên hệ cho mình. Mình sẽ giải đáp hết nha các bạn. Ok, bye bye các bạn. Và mình sẽ có những chi tiết cho các bạn nhất có thể nha.